Nam mô A Di Đà Phật. Năm 2013, thầy Bần Sĩ Vô Danh hướng dẫn phái đoàn Phật tử, trong đó có phái đoàn sư cô ở Cần Đức và đồng đạo từ Úc Châu trở về, có duyên với Đức Ngài nên mới được Ngài hướng dẫn về thăm quê cũ của Ngài, đó là vùng núi Tà Lơn thuộc phần đất Campuchia, tỉnh Campuchia. Khi sang địa phận đất Campuchia, thầy hướng dẫn vô nghỉ mấy hôm tại nhà cô Thảo, có người em trai tên Thái. Trước mặt nhà cô Thảo, nhìn xa xa thấy ngọn núi mây bao phủ, nên thầy đặt tên là núi mây. Và lần lượt, thầy hướng dẫn đến núi ốc, trông giống như hình một con ốc. Có hang động ở bên trong rất sâu và rộng. Thầy hướng dẫn phái đoàn vô trong đó và thầy thuyết pháp ở bên trong. Nơi này chắc ngày xưa thầy cũng tu ẩn ở đây, nên ngày nay thầy dẫn phái đoàn đến cho biết. Tiếp đó thầy hướng dẫn về núi Tà Lơn, ngọn núi thật dài và rộng. Trên núi và hai bên đường lộ mọc toàn cây bách tùng, một thân cây sinh ra hai nhánh lá khác nhau. Thầy đặt tên Bá Tòng. Thầy hướng dẫn đến thăm ruộng trăm dây. Ruộng này chắc ngày xưa thầy khai mở, hôm nay hóa ra thành đá. Trong đá ấy, những hạt kim cương chiếu lấp lánh, thật là tuyệt đẹp. Nó chạy dài giống như một ngọn thủy triều, nhấp nhô như ngọn sóng. Còn Thiên Lang cũng nằm trong núi ấy. Hôm nay trình bày quyển đường về Tà Lơn, rồi sẽ đến quyển Thiên Lang khảo bút. Còn ngôi mộ của Ngài còn nằm trong vòng bí ẩn, Ngài chưa cho biết. Ngôi mộ ở núi Sam là ngôi mộ giả. Trong quyển đường về Tà Lơn có đoạn như sau: thở than vào lúc canh ba, Tây An cổ tự không ta nghe người. Đừng tưởng mộ có nghe người, giả trang trang giả tránh thời lũ Tây. Ráng tu sao đến mộ thầy, giữa rừng tịch mịch quanh đầy ngọc lam. Lỗ tay kêu đến luận đàm, Phật thầy ẩn mất núi Sam hóa hình. Ngôi mộ để chúng chứng minh, thuyền thầy mấy lượt linh đinh xa vời. Thân lão khôn lắm dân ơi, sao không xót dạ nói lời hiền lương. Gặp ta không phải thịt xương, linh hồn tư tưởng là đường thầy đi. Chúng sanh ba tánh đừng nghi, ráng tu kỹ lưỡng sống thì xem sao. Kế tiếp bài Núi Mây.
mây tuyết bao trùm bay lại qua núi mây, thầy ngủ ở tạm nhà. Cô Thảo rất hiền người em thay, dân hiền tâm linh tờ món quà. Gia đình hiền hậu ôi cao cả, cô Lý đã hầu gửi lời ra. Vui buồn ta bút ra thơ phu, để gặp đạo tâm dặn nhân hòa. Thơ bài: giang giang núi tuyết vui mừng, thầy ngồi chấp bút tại rừng núi mây. Tại sao ta đến nơi này, vì dân lĩnh Phật giờ này mới đi. Giang giang tiếng gió diệu kỳ, ta thờ biết nói lời gì tại đây. Mong sao ba tánh sum vầy, thuận hòa vui vẻ chứa đầy đức ân. Rừng đêm nhiều lẽ cân phân, sương rơi đã đổ muôn phần thịnh sang. Nhìn trên đỉnh núi mây ngàn, đây là đất Phật cùng làng thánh tiên. Nay ta đến đất cao miên, tiền xưa tu ẩn trao liền bút văn. Mong sao ba tánh sang bằng, thương đời hiểu đạo như trăng sáng ngời. Đêm nay thầy có mấy lời, để mà lưu niệm dãy thời đời sau. Thương thay ba tánh đồng bào, ráng tu cho kịp chớ nào khổ tâm. Đồi xương tuyết phụ thầy thăm, nhớ thương tiền tổ còn nằm tại đây. Biết chừng nào tớ gặp thầy, núi mây ta viết một bài thi thơ. Gửi thăm các bậc hiện giờ, ở đâu cũng rõ cuộc cờ gần tan. Giờ hung nạn ít phải mang, hiền lành Phật độ bình an suốt đời. Người xưa tạc sự ai ơi, tại chúng mê đời rồi lại bỏ quên. Đêm khuya rừng lầm rì rên, sương chiều ảm đạm tối mền lá cây. Phụ che đá lạnh sương đầy, thầy ngồi chấp bút giờ này xin khuyên. Ta đi rảo khắp bốn miền, đặng mà có
coi thử dân hiền bao nhiêu. Ít thì thượng đế thủ tiêu, biết luật thiên điều nói mách dùm cho. Tại sao không chịu mà lo, giúp người đói khổ gây go nạn trời. Ngồi biên bút sử mấy lời, canh tàn vắng lặng vậy thời chân du. Lắng nghe chiếc lá rừng thu, canh tàn còn mãi mịt mù đông rơi. Chiều giá buốt sương mù tịch mịch, tiếng chim kêu ríu rít gần kề. Ý nhắc miền sơn đảnh là quê, thầy xa cách sơn khê mấy lượt. Ta thơ phú nơi miền sơn cước, thuyền hạ quân nước ngược phải chèo. Tại mọi người không chịu nghe theo, dần cố gắng trồng gieo giống thiện. Miền sơn đành ta về thăm viếng, mảnh đất tiền quay lại thêm buồn. Bận lòng phàm mắt lệ còn tuôn, nên phải chịu giá cuồng khuyên chúng. Than ôi hỡi mấy ai trưng dùng, người yêu thương ca tụng bên ngoài. Chuyện không biết thầy Phật định trời sai, chuyện bút mực ngày nay cô thế. Nhìn núi tuyết mây bay khích kế, được mừng vui ngấn lệ còn tràn. Muốn trở về tỉnh nghỉ đồng hang, nỡ nào bỏ xóm làng hiền hậu. Ngồi suy nghĩ bút nghiêng ân dấu, tâm thiện từ nguyện thấu mấy từng mặt. Tình đời chúng chẳng kinh dưng, nghe lời Phật vui mừng tiếp nhận. Xong việc thế ta ngồi cô dân, hỏi lại mình sao vẫn chưa về. Bỏ quên nhà đồi núi sơn khê, mang bút sử thi đề đi mày. Ta trả lời thuyền từ đại hải, dặn bóng thầy ai lái ai chèo. Đặng đưa người qua khúc hiểm eo, thuyền còn cầm dây neo chưa dở. Than mà nói ta còn thiếu nợ, tại vì người triêu trở quá nhiều. Luật Phật trời chà đạp thủ tiêu, bị chìm đắm mỹ miều danh lợi. Nhìn núi tuyết mây bay dời dời, có thần linh chờ đợi vui mừng.
Ta đợi chờ chỉ có mùa xuân, Đức Di Lạc Phật Dương khai mạc, chúng lầm tưởng thầy đây ca hát, giúp người vui cười khạc tưng bừng. Ta lấp mờ nào có khoe sưng, mong ba tánh lòng hưng tâm thảo, núi mây tuyết hợp cùng đông đảo, xác còn đây hồn dạo núi rừng. Nguyện Phật trời cho đạo chấn hưng, vui lá đổ đá dừng pho tượng, trên đỉnh núi chim ca phượng sướng, hót liếu lo tựa tượng núi đồi. Chiều buông về lặng lặng người ôi, khó hiểu biết rồi soi cho tuyệt, buồn cho đời phàm tâm không biết, nên ta nay viết lại ít lời. Mau quay về đừng có đua bơi, đùa giỡn mãi ta tơi thể xác. Mấy thân thể nhà tâm mục nát, mục hết rồi cô bác nhìn kìa, ai tu hành thức dậy canh khuya, ngồi thiền đạo sức chia với chúng. Danh phận tốt đừng cho lem úng, sau này đây Phật dụng trời đề, thuần dương rồi mới thấy cảnh quê, công Phật thưởng tội kề phán xử, gần tám bút ta miền thiên sứ, chôn lãng thiên bạch tự tâm kinh, hợp phép màu trên bước lộ trình, lãnh sứ mạng cứu tình nhân thế. Chốn lang thiên thật là vô kể, hiệp thị thơ nhận lý Phật ngài, cạnh núi rừng hai đồng thiên thai, hoa lan nở bên lề chờ đón, nơi tây thiên không quà không món, chôn đồi thiên hội hiệp đức ngài, luận cơ trời đẳng độ trần ai, ngồi tâm sự thần quái khủng khiếp. Ta kể sơ sau này có dịp, về Tây Thiên hội hiệp nhau cùng, chốn lang thiên thánh địa lạ lùng, bàn thạch đá trùng trùng điệp điệp, đường thượng lộ ngày nay có dịp, nơi lang thiên thoát kiếp nhẹ nhàng, như chiếc thuyền bảo cái tràn phan, nơi trở lại thiên lang Phật hội.
ta trong đời ngày về mòn mỏi, anh mây làm sương khói mịt mù, bao quanh rừng núi dưỡng người tu. Đó là đó sự Phật mà lu cũng sáng, nhắc thở nọ anh hùng hảo hán, ngồi truy ra phương án lộ trình, cứu dân làm chìm đắm biển minh. Ta nói tựa anh hùng xưa nọ, chốn lang thiên đức ngài ngồi đó, họp cùng nhau phân tỏ đạo màu, luận truy cơ ngày tháng lo âu, đoạn truy trước địa cầu phải đổi. Ai trung liệt ngày mai thầy gọi, đủ đức tình nổi dội theo ngài, về tà lớn diện kiếm ngày nay, trên đỉnh núi mây quay mấy lượt, quay tần số coi ai tội phước, phước về thiên tội nọ phải chìm, truy núi rừng lòng giận chưa im, tâm hùng dĩ kèm thêm dũng mạnh, thầy dẫn dắt động tiên xem cảnh, có trần châu mã não thạch vàng, nhìn nửa lừng bảo cái tràng phan, dần mây bạc bay ngang thấp thoáng. Tạ xưa Phật thiếu chi hòa món, nếu lộ ra sợ bọn hung tàn, đâm sai trần nay dọc mai ngang, tưởng hang động ngọc vàng tìm kiếm, người hiếu đạo thầy không giấu diếm, ráng tu đi đừng kiếm đừng tầm, có mảnh vàng hực hở là tâm, sao thầy dắt về thăm rồi biết, đừng quỳ hoài xác thân hôi tiếc, đừng nghĩ suy đời kiệt đời tàn, tiệt con người như thể hổ mang, tàn rủi bỏ lớp màn giả dối. Trời chưa lại những ai sám hối, biết tu tâm xét tội lỗi mình, còn dập đầu tôn bái thần linh, đầu nguyện độ thiên đình thượng phụ, năng học đạo thiền môn chăm chú, hai tại gia cư sĩ nghèo nàn, nguyện theo thầy dẹp bỏ dọc ngang, còn tồn tại hưởng màn thanh đức. Kế tiếp bài Đường về Tà Lân. Giang giang đỉnh núi mây trời,
ta ngồi suy nghĩ thấy đời gian nguy. Ta lên chân bước ra đi, quay về nguồn cội từ bi ngày nào. Tiền nhân các bậc hùng hào, người xưa lấp dấu làm sao ta tìm. Núi rừng phăng phắc lặng im, bước chân ta dậm phải kèm thơ thi. Đời nay nhiều sự dị kỳ, nặng lòng ba tánh phải đi khuyến rầy. Đêm buồn bút mực truyền lại, tạc biên để lại ngày mai dân tường. Núi đồi dài dạng tuyết sương, thiên nhiên tạo dựng nhiều đường đẹp xinh. Buồn cho dân tộc của mình, cạn đời không biết tội tình không hay. Ta ngồi chấp bút núi mây, âm u vắng lặng giờ này tĩnh tâm. Bấy lâu xa vắng khó tầm, ngày nay quay lại đặng thăm núi đồi. Người xưa tạc sự dân coi, Nam Phương kêu réo giống nồi lo tu. Không nghe còn hận oán thù, ngồi buồn ẩn tích ngao du núi rừng. Thà ngồi động điện sáng trưng, điểm ra tấm tuyết ngày dừng tỉnh biên. Gian nan dung rủi khắp miền, khuyên dân mấy lượt chèo thuyền ngàn thu. Liên đài chưa được ngao du, cảm thương tiền bối công phu cứu đời. Ngày nay sự thế đổi dời, ta về nước mắt chưa rời đôi mi. Vì trời Phật bảo phải đi, ta lên trở lại đúng kỳ đặng biên. Bớ ai đừng nói ta điên, điên kinh điên kệ không phiền trần nhớ. Điên Lý Phú rồi điên Thi Thơ, mặt ai cay đắng rồi chờ mà coi. Xuyên qua bút nọ gai ngồi, trăng tàn bóng xế đua đòi chi dân. Dạo côi khắp cả rừng thần, vì dù tiếng lá reo dần nên thơ. Thầy đây luôn đợi năm chờ, chắc rằng không kịp cuộc cờ rã tan. Dân ơi nạn ách phải mang, đừng nên cầu nguyện dây gian dối lòng. Thần thơ ta thấy ba tùng,
muốn về ngồi giữa ngày cùng cho xong. Ruộng đời thất chẳng đầy nông, đời sau còn nói diễn giống nói đùa. Rõ chưa thay tiết đổi mùa, thế gian sắp phải như cua rụng càng. Tà lớn thâm chiếm đồng hang, muốn ngồi cho rảnh hình tàn biến thân. Thầy nay còn nở hồng trần, quỳ xin Phật Pháp Thánh Thần tà lớn, cho dân qua được trong cơn. Hạn hè nắng cháy rừng sơn gió đùa, thấy đời suy gặm chát chua. Tà lớn trở lại đúng mùa phải ra. Canh khuya tắt lặng mỗi nhà, rừng buồn vui với cây già cổ xưa. Từ đây dân chúng thất thưa, bến thuyền vắng lặng ai đưa người về. Nơi này mới thật là quê, thầy muốn ở lại Sơn Khê lâu ngày. Cớ trời ai nói cho hay, tu hành ai nhắc ra bài thi thơ. Ngày nay đúng luật đúng giờ, ta là ông lão tay lờ mắt lu, nhưng tâm vẫn giữ công phu. Phàm đời ai nói dại ngu mặt tình, nguyện rằng nơi đất thánh linh, rừng mây gió thoảng nhẹ mình phiêu diêu. Công ai tạo ít hay nhiều, sấm truyền để lại đặng kêu dân tình. Ma thường trong bán thần linh, thầy phơi đầy bãi bùng sình lấp thôi. Tà lớn đêm nọ thầy ngồi, vẫn nghe tiếng gió rừng đồi di du. Chúc lành đông đảo hội tu, kỷ cương có mặt rừng thu đêm dài. Thầy nguyện đổ hết trần ai, tùy duyên ai đến không này không kêu. Thần thơ trong bụi tiết chiều, núi mây gió mát hiu hiu ra bài. Thi bài. Quay lại tà lớn để làm chi, để thăm tiền bối chớ làm gì. Trải qua mấy lượt xa miền ấy, bởi chuyến đò chiều Phật sai đi. Dải núi Tà Lân rất tuyệt vời, hiệp cùng sông biển ở giang khơi.
nghìn đời nào được về nơi đó. Văn văn tiền nhân nói mấy lời, biển núi cần kề hiệp cùng chung, ra thơ tạc sự lúc bụi cùng, để lại cho đời sau xem thử, bức tranh trời vẽ giữa không trung. Đường núi quanh co biết bao dòng, san hô hổ phách có bách tùng, dọn đường tiên xuống sau ngày ấy. Ngày ấy Nam Phương được trùng phùng, leo đèo vượt ai đặng trở về thăm bậc tiền xưa chốn sơn khê. Xác xương nằm đó hồn thành Phật, bút mực tả ra rất cận kề, làm sao tìm được đấng người xưa. Trải qua màn lớp bậc đại thừa, mượn trăng biên tạc dòng bút ký, ăn trái cây rừng đổi cơm trưa. Hùng vị sơn tầng nước trong xanh, kim cương hóa đá thác bao quanh, khe khẽ gió reo chim kêu hót, giang dậy chào ai trúc trên cành. Thơ bài: Thầy đã biết đêm nay soạn bổn, thấy chúng sanh nguy khốn lan tràn, tác một bài để lại trần gian, nếu ai hiểu mau sang gấp gấp mơ. Đây sắp tới mưa đơn gió tấp, không đức ân khó gặp bậc tiền, hay gặp rồi mà tưởng như điên, sao chắc lưỡi thường xuyên quá uổng. Nhìn biển cả nước trôi cuồn cuộn, chắc không ai muốn xuống quỳnh tuyền. Mong sống đời hưởng thụ liên miên, đạo đức hành ta khuyên rồi bỏ. Đừng có tưởng Phật tiên không có, nếu không tù si xóa tội trời, nếu đạo ngài phải chịu ta tới, kẻ khinh bị người đời áp hiếp mơ. Nay trở lại tà lân có dịp, chúng sanh ơi không kịp đấy rồi, biết
tội mình sám hối đi thôi. Lòng cao cả mới rồi nghiệp báo. Đêm thanh tịnh rừng xưa ta vào, tại lắng nghe gió bão mưa nguồn. Kêu ai người ức triệu vàng muôn, màu cứu chung lệ tuôn lã trả. Một tạo phước hai đền căn quả, chốn thiền môn sao đã quy hồi. Ngồi thấy buồn kêu núi rừng ơi, than trách phần nào ai có biết. Lại trời Phật bút nghiêng thầy viết, gửi năm châu bốn bể cho người. Chấm dứt rồi các bậc đại từ, tha thầy đã thương người phúc cuối. Nghe tiếng dế rừng vang sôi nổi, như muốn là muốn gọi người về. Theo bậc tiền trở lại sơn khê, đừng đắm nhiễm say mê phàm trược. Sự biến đổi can qua mấy lượt, mà chúng sanh có được sự gì. Cuối đời tàn ôm hận sầu bi, ai cứu được mà đi cầu khẩn. Nay thà nguyện đạo đồng tiếp dẫn, về Linh Sơn thanh tịnh đêm dài. Sống dập dùi thiền nọ thầy quay, về núi thẳm rừng xưa tạc tự. Ngày xưa thầy ở nước Tần, trải qua mấy lượt về lần nhà Nam. Khổ đau phận sự phải làm, bởi thuyền lướt sống khổ cam một mình. Tay chèo miệng giấy thiên đình, tha cho trần hạ sửa mình lo tu. Thầy đâu có quản công phu, rừng trời tịch mịch ngao du vui buồn. Hạ sang xuống thế điên cuồng, đồng một giai tuồng cứu độ ba gia. Bỏ nơi núi ngọc đá ngà, chết phên đá nhũ thượng tòa rêu phong. Tà lớn đã biến thành rồng, do trời tạo dựng dài công để dành. Vì dân linh Phật phải đành, bỏ nơi đất Phật rừng thành thiên nhiên. Bây giờ phải chịu khùng điên, tìm phương cứu khổ bốn miền chúng sanh. Năm châu bốn bể nối rành, khuyên đây giới đó giật dành làm chi. Không tu còn lại hồ nghi,
phàm ma thâm nhập nào thì phải đâu. Lắng nghe tiếng nói bắt rầu, lên non xuống dịnh từ lâu tới giờ. Tay cầm một bản đồ thơ, chỉ đường về Phật ta chờ đặng đưa. Bây giờ dân chúng thất thưa, tại khuyên không nhớ đò đưa không về. Ông buồn quay lại sân khê, chúng sanh bội nghĩa dông thề làm sao. Tâm lòng lão thấy dụng ao, không chịu lấp lại công lao tu trì. Dối trời lừa Phật làm chi, mãi trời thay đổi cấp kỳ ra trò. Lão đây xuống thế đưa đò, dạng dài chấp nhận gai go cũng đành. Mong sao dân chúng làm lành, sống về đất Phật tâm lành cúng dâng. Nay ta buồn tẻ bâng khuâng, quay lại nước Tần khuyến nhắc cao miên. Dân Nam hết lý ta khuyên, vòng quanh đi khắp bốn miền đủ chưa. Tội ngàn ức triệu không chừa, văn minh dục vọng bãi bừa đua chen. Phụ ân mê quyển mê kèn, phụ ân bất kính thấp hèn quá đông. Đức thầy đức cậu đức ông, dạng dài nhiều nỗi ra công khuyến đời. Nay ta buồn tuổi dân ơi, biết được cơ trời sắp diệt kẻ hung. Hạ sang lạnh phần điên khùng, trời sai Phật khiến ngài cùng phải đi. Thế gian nhiều sự dị kỳ, bàn môn tả phái vậy thì quá đông. Tới đây nhiều sự não nồng, không chịu gieo trồng giống thiện nhờ thân. Khuyên xa rồi lão khuyên gần, đúng là thầy ở nước Tần sang Nam. Danh giang danh bốn bể nào ham, phận sự thầy làm xong việc hồi quy. Đời nay bạc lộn với chì, khó mà lừa được vậy thì bớ ai. Ta như một kẻ ăn mày, Phật biểu phải rày nơi đó mai đây. Điên kinh điên giảng của ngài, không điên bạc lượng tiền tài đâu dân. Ngồi buồn nhớ lại nước Tần, quay về cố quán điện thần đã dưng. Chim linh đón tiếp vui mừng,
Người xưa trở lại nơi rừng Tà Lân. Thi bài. Sừng sừng non cao hơi bất tùng, giữa trời giữa núi giữa không trung, đợi chờ ai dạy tên sang qua, có phải chờ ta màn đêm khùng. Sông Việt trần gian về giữa nương, tòng ba trời xanh mọc theo đường, đón chào nghĩa hiệp người dũng sĩ, trọn vẹn anh hùng sáng như gương. Tòng ba thấy buồn lá quanh co, chờ đợi thì tiền nhân đặng chuyện trò. Chờ mãi chờ hoài muôn đời kiếp, gió trời mưa bão chiều gai go. Tòng ba ngày nay thầy nhắc tên, lịch sử ngàn năm chớ nào quên. Thân cây gầy ôm xin qua lại, ngày sau Phật sửa trước linh đàn. Ta hỏi ba tòng đợi ai đây, đợi tiên, đợi thánh, đợi Phật thầy. Sông Việt thế trần đò quay lại, tựa thân tòng ba ngủ đêm dài. Ngồi trên tảng đá ruộng trăm dây, nhớ đến tiền xưa Đức Phật thầy. Công lao dài dàng ngày đào tạo, ai khai ai khắc mảnh ruộng này. Ruộng đã thành vàng ai biết không, đại căn đại phước đại thành lòng. Nay ta cho biết ôi hiểu rõ, ruộng đó nằm đâu gần rừng tòng. Trời đất tạo dành rất đẹp xinh, để sao hiền đức sống được nhìn. Ngọc ngà châu báu nào ai biết, như thể đường vô cổng sân trình. Gió núi mây ngàn bay lại qua, mênh mông trời đất chẳng có nhà. Cây rừng cổ thụ làm keo cột,
đã tàn vết phân đó tựa nhà. Ta về thăm lại đất ta lân, hồn gợi về quê và chớ sần. Xác thân đầu kiếp qua nước Việt, cứu độ dân lành đặng qua cơn. Dài nuôi rất dài hầm chiều sâu, nhìn thấy mù xa như nhịp cầu. Cây xanh núi biết ngàn muôn thuở, nhớ lại quê xưa thức canh thâu. Châu bao ngọc ngà của thiên nhiên, trời xanh đất tàu đã nối liền. Chứa đựng thạch lam hòa nước nhu, sao rạng lầu đài của Phật tiên. Trân châu hộ phách thạch xa cư, rừng đồi đá cứng cây xanh tươi. Dưỡng nuôi âm chất bằng thạch nhu, nhà đó chờ ai bậc đại từ. Bàn tay ai tạo rất đẹp xinh, mây tuyết phủ quanh lỗ mặt nhìn. Dần mây ngũ sắc bay qua lại, trong đồng chứa đầy nước bạch tinh. Dưỡng nuôi hấp thụ bậc tiền xưa, họ ẩn trong non có dư thừa. Năm bảy trăm năm không há nề, không nghe nắng táp lại bão mưa. Thơ bài: mây đêm nuôi tuyết ra bài, thầy vui trong già mấy ai có tường. Nên ngồi chấp bút từ trương, liễu lo chim hát canh trường gió xoay. Mây bay cuồn cuộn núi này, gọi là núi tuyết rừng mây phủ trùm. Ta buồn chưa được ung dung, mây ơi ta gửi ngày cùng gian gian. Tuyết sương che phủ mây ngàn, ta quay trở lại ngôi làng xa xưa. Hỏi đời đời tỉnh hay chưa, ta muốn quay gót ban trưa phản hồi. Trở về đất Phật dân ơi, lão đây chịu khổ đã rồi biết bao. Thân già dài dạng công lao,
lãnh phần trời Phật đã giao xuống trần. Chính ta xưa ở nước Tần, nay về quay lại hồn thần buồn hiu, buồn cho thế sự mới chiều. Dài dài mượn mượn quá nhiều trần gian, tả thơ nước mắt hai hàng. Hỡi ai là bậc bạn vàng cùng ta, dân ơi người ấy ở xa, chắc rằng bậc ấy tiên Nga xa phàm. Rừng chiều mù thảm mây lam, hồn ta gửi lại kết tầm cùng mây, bay qua bay lại xứ này. Đúng là xưa nọ mây quay như ngày, bão to mưa dập nào lay. Ta ngồi nhớ lại các ngày ở đâu. Thu xưa lá rụng đỉnh đầu, chim trời cá nước dải dầu tung bay. Cá thì lặng húp sông dài, chim kia bay lượn trong mây đón chờ. Ra đi phải giả dại khờ, hạ miền độ chúng đắp bờ người đi. Trần gian cao cường khinh khi, ta buồn muốn bỏ vậy thì hồi quê. Vì dân linh Phật chưa về, nào ai có biết nặng nề là ta. Canh khuya dưới bóng trăng tà, quay về thân thể đã già làm sao. Nhìn lên núi tuyết quá cao, lầu đài tiên Phật góp nào dựng xây. Hồn ta gửi lại xứ này, non tiên đảnh thượng Phật thầy chép biên. Tạm dừng nơi chốn đồi thiên, Cẩm Sơn ra phú tịnh biên ra bài. Đã điên còn lại bị cùi, tâm lòng của lão nào vui bớ trần. Điên đi cứu giúp quan dân, rời xa cố quán rừng tầng tà lớn. Dân không biết thua hơn bình luận, còn lão đây cảm ứng tùy thời. Nực cười phàm tục lạ lơi, trước mặt thần thánh mở lời quá hung. Đã điên còn lại thêm khùng, bây giờ cơ cuối còn khùng làm sao. Nghĩ ra ta nhớ thuở nào, xứ đi bên Tấn bên Tàu sang Nam. Ai sai ai biểu ai làm, trời điều Phật
xứ phải làm cho dân nhìn ra vạn ức muôn phần, ít người biết lão cơ bằng ở đâu. Cuối thu cơ đào quay đầu, buồn đời nhiều sự dại dầu gian nan. Tâm thân phải chịu cơ hàng, giữa trời ngước mặt nhìn làng mây xanh. Ai nghe tiếng lão khuyên rằng, đại căn đại phước trời dành ngày sau. Nghĩ ra thốt tiếng nghẹn ngào, hết rồi cô bác đồng bào khắp nơi. Lão nói thiệt, cứ tưởng nói chơi. Quỷ mà mượn xác biết thời gì đâu. Tai nghe trong già không sầu, dĩ như khương thượng ngồi câu không mồi. Chờ thời chờ dần người ơi, nên ta cấp bách dân lời phải kêu. Nghỉ suy rạng nắng tuyết chiều, vui buồn chi nữa đò chiều gần lui. Cơ nay lão đã bệnh cùi, cho người ghê tởm ngậm ngùi cách xa. Tiếc chi thân lão đã già, dạo khắp ta bà rài đó mai đây. Đáng thương cho bậc tổ thầy, đồng sông Tây Đục giờ này ở đâu? Ở đỉnh đồi hay ở huyệt sâu? Phóng quang ngày độ năm châu vạn dài. Tà lớn quay lại một ngày, đoái nhìn dãy núi rộng dài biết bao. Mây quay trên đỉnh non cao, chập chờn lão thấy như nào đất xoay. Ước mong tớ lại gặp thầy, đúng mùa đúng tiết giờ này phải lâm. Trở về xứ Phật đặng thăm, mộ xương tiền bối đang nằm trong đây. Đá che la lấp mộ đầy, từ khi đá đỏ biến gầy thành đen. Dây mang đầu đội ân đền, mộ ngài giữa núi lăng đền trăm quan. Biệt tâm biệt tích Tây An, phàm đời đừng vội lo toan kiếm tầm. Ai người đức độ tu tâm, đúng mùa cơ mới đi tầm mới ra. Nam mô Lục Tự Di Đà, cơ cùng thầy chỉ ngôi nhà tiền nhân. Đồi thiên mực đầm bút thần, ta là người đại sĩ bằng Phật sai. Đang ngồi ta hỏi lại ai,
Bao năm xa cách ngày nay quay về, rừng tòng trên đảnh sơn khê, hỏi người cứ nói vẹn bề ta phân, cây mà còn biết thảo ân, bên tòng bên bá giúp dân ngó nhìn, còn ta chỉ thấy một mình, tại sao biến đổi hai hình vậy cây? Bá tùng tên đẹp rừng này, đón chờ lâu quá giờ này không khô, chúng sanh đi đến trầm trồ, nào đâu có biết mình vô tiên bồng. Mau mau nói đi Bách Tùng, ta là ông lão điên khùng về đây, cả hai họp lại canh chày, bên Tùng bên bá còn thầy ngồi đâu, chia hai nhánh tược đặng hầu, thầy ngồi chánh giữa đặng chầu Phật Vương. Bách Tùng tên rất mến thương, một cây chia lại hai gương bớ người, chúc lành cây tựa vui tươi, thầy còn cứu thế từ từ về nghe. Mau lên đò sổ đặng che, bỗng tùng thầy núp mùa hè sang đông, cây to còn sợ gió giông, nhìn coi tùng bá trống không kia cà, có cây bằng cổ tay ta, mấy trăm năm có quay hòa bình yên, phải chăng cửa Phật thanh tiên chờ ngày hoa hội lớn liền gặp mây. Tùng ơi chờ đợi bóng thầy, Bách kia họp lại cùng mây đón chào. Thi bài. Đêm đã về khuya, tiếng giang dày, tạ miền sơn đành chúng nào hay. Tình đi cơ cuối này, ba tâm chậm trễ nay mai vắng bóng thầy. Kể chuyện tà lớn mắt lệ rơi, núi quả xanh tươi mọc giữa trời, đường dài lên đình ôi thầm thầm, nhìn xuống hồng trần mắt lệ rơi. Hùng vĩ núi non rất tuyệt vời, hỏi ai khéo tạo chung sanh ơi. Chắc rằng Thượng Đế đang xây cất lầu của thần tiên cạnh của trời. Thơ bài.
đến mảnh ruộng trăm dây than thở, lòng nguyện cầu lại nhớ cội nguồn, muốn trở về đất Phật cho xuân, thấy ức triệu vạn muôn người khổ, nơi đỉnh núi nguyện cầu Phật tổ, lại trời tha căn số phàm trần, bị mê đời mù quáng tối tân, ta đã khải đền thần mấy lượt, bảo lẹ lẹ cứ đi chậm bước, theo tiền nhân nước ngược phải chèo, đây đến giờ gặp nạn khổ eo, luật nhân quả ai gieo thì hưởng, hiền có đức Phật trên ban thưởng, kiều bớ ai sống gượng coi đời, nhìn núi đồi hồn hởi thành thơi, ra thờ phú cho đời hiểu biết. Ta xuống thế lẽ đâu để tuyệt, biên tâm thơ mạch quyết gửi người, hiểu đau rồi cây nọ quá tươi, do tẩm nước ướt từ mạch quyệt, về ta lớn bài này ta viết, gửi năm châu bốn bể ngày cùng, nói lão giờ chưa được ung dung, về nhìn thấy bách tùng muốn tựa, chưa hết việc làm sao ta hứa, nợ trần gian lời Phật còn hằng, kêu mọi người ai có đại căn, ráng nghe lão thường hằng tâm niệm, muốn sẽ dấu xác động hang khó kiếm, nợ còn mang trách nhiệm còn dài, làm sao về động điện thiên thai, nay ta gửi lời này khắp cả, đợi thầy nhé bớ ơi tòng bá, chờ chút đi sắp đã mãn rồi, sách sử kia chúng lật ra coi, ta trở lại hẳn hồi không dấu. Ngồi giữa trời tâm ta nguyện thấu, đầu đội mang thân phải điên cùi, biến đổi rồi trần hạ nào vui, mê cuộc thế niêm mùi bẩn trược, qua nhiều kiếp gian dài mấy lượt, thử chúng sanh không được việc gì, sửa đạo người đáng bậc tu mi, còn không đúng vậy thì quá uổng. Thầy cầu nguyện đang ngồi mảnh ruộng, ruộng thần tiên khó muốn được về, ruộng non bồng ở tầng sân khê, sao ngà ngọc trời phê đến gặt, lúa không mọc toàn hoa thơm ngát, hoa đã xanh ngọc thạch đủ màu, trong lô ly lụy ướt, trong lô ly nhụy
phóng hào, như bạch tuyệt kim cương ngọc báo. Cơ trời đổi hết màn triệt giáo, đò thầy đưa chúng vào non tầng. Chờ đến ngày tái ngộ nghe dân, ta không dối có thần chứng kiến. Trên non đành ruộng đâu nhiều miếng, ruộng thần tiên điền của đất trời. Vĩnh viễn rồi không đổi không dời, không mua bán như nơi phàm trược. Nay cơ cuối thầy ngồi biết trước, nếu là ai đại phước vui mừng. Phật đem về ngà ngọc biểu dưng, ngồi thi phú tại rừng tòng bá. Lão còn khổ đường dài quá xa, về thăm quê nay đã như nào. Chúc dân lành tu niệm cho mau, nguyện cầu hết đồng bào mạnh giỏi. Đất cao miên rừng xanh mây khói, miền sơn lai sáng chói cây rừng. Sống hợp cùng tâm vẫn ung dung, không nô nức vui mừng thích thú. Nào thành thị trăm hoa lê lộ, miền sơn khê thích thú núi đồi. Ép mình vào hang hốc người ơi, thầy sắp sẽ phản hồi về độ. Đồng hoang vắng thích hơn đi bộ, chân đều do tướng Phật rõ ràng. Tả nơi miền sơn cước mênh mang, thương dân tộc xóm làng khăm bót. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.